Rồi quý vị ơi, tiếp theo là bonsai 1325, một cây sâm hương. Dáng của nó như vậy đây, 650k bao ship toàn quốc luôn. Cái cây này đóng vô cái thùng mốt. Nói cái thùng mốt là 50.000 của tôi rồi nha quý vị. 40-50.000 cái thùng mốt rồi nha. Rồi đây nè, tỷ lệ nó đây nè. Đó, cái tàn của nó đây. Này tông nó hơi cao nha, để chút tôi cho quý vị xem cái chiều cao của nó. Chiều cao của nó khoảng 3 tấc ngoài nha quý vị, 3 tấc. Từ dưới gốc này lên lên tới ngọn khoảng 3 tấc thôi chứ không có hơn 3 tấc. Tới đỉnh luôn. Chắc 2 tấc 8 à. Đó. Khoảng 2 tấc 8 thôi. Rồi nè, cái cây nó tổng thể nó là như vậy nè. Đây trời xanh đây nè. Quý vị nhìn thấy không? Rồi 650k là bao ship luôn nha quý vị, toàn quốc luôn nha. Đúng ra là cây này phải lấy 7-80 ngàn tiền cước luôn. Nhưng mà thôi tôi bớt cho quý vị chục đỉnh đi nha. Đó, cái thùng tôi hết 50 ngàn rồi. Bán cây này chắc lại được 50. Rồi nha quý vị. Tổng thể nó đây nha. Rồi 650k bao ship toàn quốc. Không có ship code nha, chuyển khoản rồi mới giao cây nha. Nói trước rồi nha. Cái này chỉ có vài cây thôi chứ không có nhiều đâu. Rồi xuống đi ơi.